Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 9 tóm tắt bài 5, trang 119 đến trang 122. Bài 5, đối diện với nỗi đau. Nỗi đau là một phần của cuộc sống, chúng ta có thể học cách sống với nó và hướng tới hạnh phúc. Karen San Manson. Văn bản 1, trước khi đọc. Tình yêu là đề tài phổ biến trong văn học, nghệ thuật. Hãy chia sẻ suy nghĩ của em về một tác phẩm viết về đề tài này. Tình yêu là một đề tài muôn thuở trong văn học nghệ thuật. Nó là nguồn cảm hứng bất tận cho các tác giả sáng tác, nên những cái tác phẩm lay động lòng người. Trong kho tàng văn học Việt Nam thì Truyện Kiều của Nguyễn Du được xem là một kiệt tác viết về đề tài tình yêu. Tác phẩm xoay quanh cuộc đời chìm nổi của Thúy Kiều, một người con gái tài sắc vẹn toàn. Kiều đã trải qua 3 mối tình với 3 người đàn ông khác nhau, Kim Trọng, Từ Hải và Thúc Sinh. Mỗi mối tình đều mang một màu sắc riêng, thể hiện những cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu. Tình yêu giữa Kiều và Kim Trọng là một tình yêu đẹp đẽ, lãng mạn và đầy thơ mộng. Hai người đã trao cho nhau những lời thề non hẹn biển, ước mong được sống bên nhau trọn đời. Tuy nhiên, vì những cái biến cố bất ngờ họ buộc phải chia ly. Tình yêu của họ dang dở để lại trong lòng Kiều một nỗi niềm thương nhớ không nguôi. Tình yêu giữa Kiều và Từ Hải là một tình yêu nồng nàn mãnh liệt. Từ Hải là một người anh hùng, một vị cứu tinh đã giải thoát Kiều khỏi chốn lầu xanh. Kiều đã tìm thấy Từ Hải, một người đàn ông lý tưởng có thể che chở và bảo vệ cho mình. Tuy nhiên, hạnh phúc của họ không được bao lâu. Từ Hải bị hãm hại, Kiều lại một lần nữa rơi vào bi kịch. Tình yêu giữa Kiều và Thúc Sinh là một tình yêu thương cảm đầy vị tha. Thúc Sinh là một người đàn ông có học thức nhưng lại yếu đuối và nhu nhược. Anh ta không thể bảo vệ Kiều khỏi những toan tính của Hoàng Thư. Kiều đã yêu thương Thúc Sinh với một tình yêu thương cảm bao dung. Truyện Kiều là một tác phẩm viết về tình yêu, nhưng không chỉ đơn giản là tình yêu lứa đôi. Tác phẩm còn thể hiện những cái quan niệm về tình yêu, về hạnh phúc của con người. Nguyễn Du đã khẳng định giá trị của tình yêu chân chính, đồng thời cũng lên án những thế lực tàn ác đã chà đạp lên hạnh phúc con người. Tiếp theo đọc văn bản Romeo và Juliet, trích William Shakespeare. Hồi thứ hai, cảnh hai, vườn nhà Capulet. Romeo ra, Romeo. Kẻ chưa từng bị thương thì há sợ người sẹo. Juliet xuất hiện trên cửa sổ. Ánh nhẹ nhẹ chứ nào, ánh sáng nào vừa lé lên trên cửa sổ kia, đó, phương đông đó, và nàng Juliet là mặt trời. Vườn đông đẹp tươi ơi, hãy hiện ra đi, hãy giết chết ả hàng nga đố kỵ, héo hon và nhạt nhạt, vì đau buồn khi thấy kẻ hầu của ả lại đẹp hơn ả. Ả ghen với em thế thì em, theo ả làm gì? Bộ cánh đồng cốt của ả xanh xao nhợt nhạt chỉ hợp với những đồ ngu xuẩn. Em hãy vứt nó đi. Ôi, người mà ta sùng kính, người mà ta yêu đương. Ôi, giá nàng biết nhỉ. Nàng đang nói, không, nàng im lặng. Gì kia, đôi mắt nàng như lên tiếng và ta nóng lòng muốn đáp lại ánh mắt nàng. Ta liều quá, nàng có nói với ta đâu. Nguyên là hai ngôi sao đẹp nhất bầu trời, có việc phải đi vắng, đã tha thiết nhờ mắt nàng lấp lánh chờ đến lúc sao về. Ừ, nếu mắt nàng lên thay cho sao, và sao xuống nằm dưới đôi mày kia thì sao nhỉ? Vẻ rực rỡ của đôi gò má nàng sẽ làm cho các vì tinh tú nọ phải hổ ngươi, như vừng dương làm cái ánh đèn phải thẹn thùng. Còn cặp mắt kia trên bầu trời sẽ gọi, rọi khắp khoảng không gian một làn ánh sáng tưng bừng đến nỗi chim chóc sẽ lên tiếng hót vang vì tưởng là đêm đã tàn. Kìa, nàng tì má lên tay, ước gì ta là chiếc bao tay nhỉ để được mơn trớn má đào. Juliet, ôi chao, Romeo, kìa, nàng vừa lên tiếng hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi, đêm nay trên đầu ta nàng tỏa ánh hào quang như một sứ giả nhà trời có đôi cánh, đang cưỡi những áng mây lười nhẹ lướt trên không trung, khiến kẻ trần tục phải cố ngước đôi mắt thịt mà chiêm ngưỡng. Juliet, ôi Romeo, hỏi Romeo, sao chàng lại mang tên đó nhỉ?
chàng hãy từ bỏ thân phận, thân phụ đi, từ bỏ tên họ đi, hoặc là không thì chàng thề là chàng yêu em đi, em sẽ không còn là con cháu nhà Capulet nữa. Romeo nói một mình, ta cứ đứng nghe thêm nữa hay nên lên tiếng nhỉ? Juliet: chỉ có tên họ chàng là thù địch của em thôi, nhưng nếu chẳng phải người họ Montague thì chàng cũng vẫn là chàng. Chàng ơi, hãy mang tên họ nào khác đi. Thế nào là họ Montague nhỉ? Cái tên đó đâu có phải là bàn tay, bàn chân, cánh tay, bộ mặt, bộ phận nào đó của thân thể con người. Cái tên nào đó có nghĩa gì? Bông hồng kia giá gọi bằng một tên khác thì hương thơm cũng vẫn ngạt ngào. Vậy nếu chàng Romeo chẳng mang tên Romeo nữa thì 10 phân chàng cũng vẫn vẹn 10. Romeo: chàng ơi, chàng hãy từ bỏ tên họ đi, cái tên kia đâu có phải xương thịt của chàng. Chàng hãy đổi lấy cả tấm thân em. Romeo: đúng là từ miệng nàng nói ra nhé, chỉ cần được nàng gọi là người yêu là tôi xin tức thì nhận tên thắng mới. Từ nay trở đi tôi không muốn bao giờ là Romeo nữa. Juliet: người là ai mà nhờ đêm tối chợt biết được điều tôi ấp ủ trong lòng vậy? Romeo: tôi không biết xưng danh cùng nàng thế nào, nàng tiên yêu quý của tôi ơi. Tôi thù ghét cái tên của tôi vì nó là kẻ thù của nàng. Nếu chính tay tôi đã viết tên nó thì tôi xin xé nát nó ra. Juliet: tai nghe chưa chọn một năm, tai nghe chưa chọn 100 chữ từ miệng đó nói ra mà đã nhận ra tiếng ai rồi, chẳng phải chàng Romeo họ nhà Montague đó ư? Romeo: hỡi nàng tiên kiều diễm, nếu nàng chẳng ưa tên họ đó thì tôi chẳng phải Romeo mà cũng chẳng thuộc họ Montague. Juliet: chàng làm thế nào mà tới được chốn này và chàng tới làm gì? Tường vườn này cao vượt qua thật khó, và chàng thử nghĩ xem mình là ai, nếu bị họ hàng nhà em bắt gặp nơi đây thì chàng khó lòng thoát chết. Romeo: tôi vượt được tường này là nhờ đôi cánh của tình yêu, mấy bức tường đá ngăn sao được ái tình, mà cái gì tình yêu dám làm là làm được, người nhà nàng ngăn sao nổi tôi. Juliet: họ mà bắt gặp chàng thì họ giết chàng mất. Romeo: nàng ơi, ánh mắt kia còn nguy hiểm cho tôi hơn 20 lưỡi kiếm của họ. Nàng hãy nhìn tôi với khóe mắt yêu thương và tôi chẳng ngại gì hằn thù của họ nữa. Juliet: em cầu mong cho họ đừng bắt gặp chàng nơi đây. Romeo: đã có áo choàng của nàng đêm che cho tôi khỏi bị họ nơm thấy. Vả chăng nếu chẳng được nàng đói hoài thì thà cứ để họ bắt gặp, thà để cho lòng căm thù của họ chấm dứt đời tôi còn hơn kéo dài kiếp sống mà thiếu tình nàng. Juliet: ai đưa lối cho chàng tới đây? Romeo: ái tình đã xui tôi tìm kiếm, ái tình đã cho tôi lời khuyên và cho tôi đã cho cái ái tình đôi mắt. Tôi chẳng phải là tay thủy thủ, nhưng giá mà nàng có ở nơi bờ biển xa xăm nhất thì tôi cũng sẵn sàng liều mình vì báu vật. William Shakespeare, Romeo và Juliet, in trong William Shakespeare. Những vở kịch nổi tiếng, Đặng Thế Bính dịch, nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội, 2017, trang 58-61. Như vậy các em vừa theo dõi văn bản sau khi đọc William Shakespeare 1564-1616, là nhà viết kịch kiệt xuất ở Anh thời đại Phục Hưng. Sáng tác của ông thấm đẫm tình yêu và lòng tin đối với con người. Đặc điểm nổi bật trong sáng tác của ông là nội dung đa dạng, tư tưởng lớn lao, hình tượng sắc nét, ngôn ngữ điêu luyện. Ông được coi là nhà pháp sư của ngôn ngữ Anh. Shakespeare đã sáng tác gần 40 vở kịch thuộc nhiều thể loại, nổi bật nhất là bi kịch. Các vở kịch nổi tiếng của ông được cả thế giới biết đến là Romeo và Juliet, Hamlet, Macbeth, Julia, Othello. Romeo và Juliet được viết vào khoảng năm 1594-1595, là vở kịch năm hồi viết bằng thơ xen lẫn văn xuôi,
dựa trên một câu chuyện có thật từng xảy ra ở Italia thời Trung Cổ. Vở kịch được coi là bản tình ca say đắm nhất, ca ngợi tình yêu trong sáng, chân thành, thủy chung, dám vượt lên hận thù để giành lấy quyền tự do và hưởng hạnh phúc. Tiếp theo câu hỏi giữa văn bản, lời thoại của hai nhân vật có gì đặc biệt? Thì lời thoại của Romeo thì thể hiện sự khiêu khích, thể hiện rằng mình không sợ vấn đề gì. Kèm với đó là những lời thoại nhưng lại giống như là độc thoại khi tác giả không để dấu gạch ngang ở đầu dòng. Tiếp theo câu 2, tại sao Juliet mong Romeo từ bỏ tên họ? Juliet mong Romeo từ bỏ tên họ vì hai dòng họ của hai nhân vật đó có mối thù ghét nhau. Chính họ đã khiến cả hai không thể đến được với nhau. Nếu không phải mang họ đó thì tình yêu của họ sẽ không còn vấn đề gì cả. Câu 3, điều gì đã làm cho Romeo có thể gặp gỡ Juliet? Thì điều khiến Romeo vượt tường cao để gặp Juliet chính là bởi tình yêu sâu sắc của chàng với nàng, không gì có thể ngăn cản được tình yêu. Tiếp theo trả lời câu hỏi, một sự việc Romeo gặp Juliet diễn ra trong tình thế như thế nào? Thì diễn ra trong tình thế cả hai đã biết về mối thù của hai họ. 2. Nhận xét về cách bày tỏ tình yêu của Romeo và Juliet. Thì hai nhân vật này đã bày tỏ tình yêu với nhau rất mãnh liệt, đầy cảm xúc. Cả hai đều thể hiện rõ tình yêu đậm sâu dành cho nhau, không muốn chia xa, tìm cách để thay đổi mối thù oán của hai họ. Câu 3, phân tích các cái hình thức thoại và chỉ ra vai trò của chúng trong việc thể hiện diễn biến tâm trạng của hai nhân vật Romeo và Juliet. Thì các hình thức thoại, đối thoại, Juliet, ôi chao, Romeo, kìa, nàng vừa lên tiếng hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi. Độc thoại, Romeo nói một mình, ta cứ đứng nghe thêm nữa hay nên lên tiếng nhỉ. Độc thoại nội tâm, ấy nhẹ nhẹ chứ nào, ánh sáng nào vừa lé trên cửa sổ kia đó, phương đông đó. Vai trò thể hiện tâm trạng của từng đoạn đối thoại cụ thể. Ban đầu được sử dụng độc thoại nhưng lại mang tính chất độc thoại nội tâm để bày tỏ sự si mê, yêu say đắm và mong muốn được Juliet đáp lời và mở lòng. Đoạn sau sử dụng độc thoại và đối thoại vì lúc đó hai nhân vật đang trao đổi các thông tin và bày tỏ tình yêu thương với nhau. Và cái việc sử dụng đa dạng các hình thức thoại thì giúp cho đoạn trích trở nên thu hút hấp dẫn, đồng thời làm nổi bật lên được cái nội dung tác giả muốn thể hiện. Tiếp theo câu 4, đoạn trích cho ta thấy những xung đột gì trong toàn bộ vở kịch? Thì đoạn trích cho ta thấy xung đột giữa hai dòng họ, xung đột giữa thổ lộ tình yêu mãnh liệt của Romeo và sự lo lắng cho an nguy người yêu của Juliet. Câu 5, từ phần tóm tắt nội dung vở kịch, hãy cho biết hành động thổ lộ tình yêu trong đêm ở vườn nhà Cabriolet có liên hệ như thế nào với chuỗi hành động tiếp theo của hai nhân vật Romeo và Juliet và kết cục của vở kịch. Thì hành động thổ lộ trong vườn nhà Cabriolet chính là sự khẳng định tình yêu của hai nhân vật. Từ đó hai nhân vật làm mọi thứ, mọi cách để mà có thể bên nhau, dù thế nào cũng không chia xa. Câu 6, về vở kịch Romeo và Juliet có ý kiến cho rằng cái chết của đôi trai tài gái sắc đem lại niềm tin và hy vọng, đó là cái chết gieo mầm sự sống. Em có đồng tình với ý kiến trên không, vì sao? Thì em đồng tình với ý kiến trên, sự sống chỉ những cái điều mới mẻ, hy vọng khởi đầu, còn cái chết thì tượng trưng cho sự ra đi, mất mát, rời bỏ.
Đối với hoàn cảnh của hai nhân vật trong đoạn trích, vì mối thù của hai gia đình họ đấu tranh mãi cũng không thể có được tự do, hạnh phúc, cho nên cái chết là sự giải thoát cho tình yêu của họ, để họ có thể được ở cùng nhau ở một thế giới khác. Và cũng chính nhờ cái chết của đôi trai gái đã hóa giải mối thù của hai gia tộc, từ đó sẽ có rất nhiều các mối tình khác được nảy nở. Tiếp theo câu 7, tìm một tác phẩm nghệ thuật hiện đại, văn học, hội họa, âm nhạc, điện ảnh, lấy đề tài từ câu chuyện tình yêu của Romeo và Juliet, nêu một điểm tương đồng giữa tác phẩm đó với vở kịch Romeo và Juliet của William Shakespeare. Ví dụ như ở đây tác phẩm nghệ thuật lấy đề tài từ câu chuyện tình yêu là Truyện Kiều của Nguyễn Du. Trong văn học Việt Nam thì nàng Kiều dám vượt qua hàng rào lễ giáo phong kiến, xăm xăm băng lối vườn khuya một mình để đến vườn lãm thúy thầy Nguyền cùng chàng Kim trong một đêm trăng. Vầng trăng vằn vặc giữa trời, đinh ninh hai miệng một lời song song. Thì bên khung cửa sổ tràn đầy ánh trăng trong vườn nhà Capulet, Romeo và Juliet đã vượt qua mối thù địch của hai dòng họ cùng thầy Nguyền, cùng nhau với những lời tha thiết. Tiếp theo viết kết nối với đọc, dựa vào xung đột mà Shakespeare đề cập trong vở Romeo và Juliet và thực tiễn cuộc sống, hãy viết đoạn văn khoảng 7 đến 9 câu trình bày suy nghĩ của em về khát vọng tình yêu của con người. Trong tác phẩm Romeo và Juliet của tác giả Shakespeare đã thể hiện cái khát vọng tình yêu của con người. Yêu là sự khoan dung, thông cảm và ở cạnh nhau trong mọi hoàn cảnh. Yêu là hy sinh cho đi tình cảm của mình mà không cần nhận lại. Yêu là loại cảm xúc sinh ra từ sự tăng cao của một loại hormone trong cơ thể, là sự thu hút không thể cưỡng lại giữa hai cá thể với nhau. Tình yêu luôn gắn liền với nỗi nhớ nhung tha thiết, khao khát được ở bên cạnh nhau, được hy sinh, được chia sẻ, được thấu hiểu lẫn nhau. Tình yêu có ý nghĩa cao đẹp và thiêng liêng bởi tình yêu là nền tảng của một gia đình hạnh phúc, là cơ sở của sự duy trì giống loài nhân loại. Tình yêu giúp cho con người vượt qua mọi khó khăn gian khổ, khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Tình yêu khiến cho con người có động lực phấn đấu tạo ra những thành tựu to lớn. Tình thân, tình bạn, tình yêu là ba thứ tình cảm cốt lõi làm nên đời sống tâm hồn của một cá nhân. Thiếu sót một trong ba thứ tình cảm ấy cũng làm cho chúng ta kém hoàn thiện về cả thể chất lẫn tinh thần. Hãy yêu một cách đúng đắn, hãy có một tình yêu thật đẹp, thật trong sáng. Tình yêu không có lỗi, đừng bắt nó gánh chịu những cái tội mà do chính bản thân chúng ta gây ra.